Vợ sắp cưới của Đức Trinh, người đâu mà xinh gái đảm đang lại ít dính thị phi. Sáng ngày 22 tháng 2, mạng xã hội bất ngờ lan truyền những hình ảnh tại lễ ăn hỏi của tiền đạo Hà Đức Trinh và bạn gái Mai Hà Trang. Đức Trinh diện vest đen bảnh bao, sánh đôi cùng cô dâu Mai Hà Trang xinh đẹp trong bộ váy trắng. Cặp đôi check-in cùng dàn bê cháp tại cổng hoa nhà cô dâu. Lễ ăn hỏi được tổ chức tại nhà của Hà Trang ở quê hương Bắc Giang. Trong giới cầu thủ tuyển Việt Nam, Hà Đức Trinh là người có tính cách khá hài hước và sôi động, nhưng anh lại kín tiếng trong chuyện tình cảm. Chàng tiền đạo công khai hẹn hò với hot girl Mai Hà Trang từ tháng 5 năm 2019. Cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc tình cảm bên nhau. Trong số các cặp cầu thủ WAC của làng bóng Việt thì có lẽ Đức Trinh, Mai Hà Trang là êm đềm nhất, cũng kín tiếng và ít khi khoe cuộc sống thường nhật lên mạng xã hội. Chuyện tình của cô và Đức Trinh cũng không dính phải bất kỳ scandal nào. Được biết, Hà Trang là cựu sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam, không chỉ có năng khiếu về hội họa, nàng WAC này cũng khá khéo léo trong việc bếp núc. Trước đó, tiền đạo quê Phú Thọ đã nhiều lần khoe được bạn gái tự tay nấu ăn tiếp tế trong những lần tập trung cùng tuyển Việt Nam và thời gian sinh hoạt ở câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Ngoài sở hữu vóc dáng chuẩn, gương mặt khả ái xinh xắn như bao nàng quốc khác, Mai Hà Trang còn ghi điểm bởi những lần ra mắt gia đình đầy giản dị và đảm đang của mình. Vào dịp Tết 2021, mùng 3 Tết cũng là dịp lễ tình nhân, nhưng thay vì đi hẹn hò, Mai Hà Trang lại chọn đến nhà bạn trai để cùng nấu ăn và gặp mặt gia đình người yêu. Cô nàng được khen ngợi vì chẳng ngần ngại việc nấu ăn bằng bếp củi mà còn thực hành rất thành thạo, thậm chí mẻ thịt nướng mà Hà Trang chuẩn bị trông vô cùng ngon lành. Đây không phải lần đầu tiên Hà Đức Trinh khoe ảnh bạn gái về quê mình ăn Tết. Dịp Tết Nguyên đán 2019, Mai Hà Trang cũng chiếm được cảm tình của người hâm mộ chàng cầu thủ khi về ra mắt nhà trai với vẻ ngoài giản dị và có phần ngại ngùng. Lần lượt, các chàng cầu thủ đều lên xe hoa với các cô bạn gái lâu năm. Từ Duy Mạnh đến Công Phượng, Lương Xuân Trường, Hùng Dũng, một nửa dàn U23 đình đám năm nào giờ đã lập gia đình, nên fan cũng sốt ruột chẳng biết bao giờ mới thấy chàng mắt híp Đức Trinh. Nhưng bây giờ thì các fan đã có câu trả lời rồi đấy.